lấy anh hai bị. Hai bị. Bán này mấy giờ mới mở? Bán đường này giờ đến đường nào? Dạ em ở ngoài bến xe. Không à, ý anh nói là bán dọc ở đây. Ở đây là lên... vô đây trước đó chứ họ ở ngoài cà ra là... vô đây, vô đây xong rồi mới bắt đầu mới ra đồng ra ngoài đó hả? Dạ. Cái này mấy ký nha. Dạ. Sau này là mấy được mấy ký? Rồi đem anh hàng nè. Biếu đem lộn vô đó.